Quý vị mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Số. Người Việt chúng ta có nhiều thói quen sai lầm khi ăn cơm dẫn đến những tác động không mong muốn tới cơ thể. Để biết điều đó là những sai lầm gì thì hãy theo dõi cùng với Thế Quỳnh nha. Câu số 1, bát cơm 100g chứa khoảng bao nhiêu calo? A. 130 calo, B. 230 calo hay C là 330 calo? Đáp án là câu A. Một bát cơm 100g chứa khoảng 130 calo, 0,3g chất béo, 1mg natri, 28,8g tinh bột, 10mg canxi và 35mg kali. Câu số 2. Thói quen ăn uống nào dễ gây về bệnh tiêu hóa? A. Ăn cơm không có canh, B. Ăn cơm chan canh, C. Ăn canh sau khi ăn cơm. Đây là một thói quen có ở rất nhiều người và chắc chắn chúng ta đang theo dõi chương trình này cũng đã không ít lần gặp phải. Và đáp án của câu hỏi này đó là câu B. Rất bất ngờ đúng không nào? Trong bữa cơm, bất kể là nước canh hay là nước lọc, nước ngọt đều cần phải hạn chế. Nguyên nhân là nước sẽ làm loãng dịch vị, khiến thức ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã vào ruột non, dễ gây các bệnh về tiêu hóa đấy nhá. Câu hỏi tiếp theo thôi nào các bạn ơi. Vì sao không nên sử dụng đồ uống có ga trong bữa cơm? A. Bởi vì chúng sẽ làm mất dinh dưỡng các loại thức ăn. B. Bởi vì chúng sẽ tăng áp lực dẫn tới giãn dạ dày cấp. C. Là dễ gây đau bụng và tiêu chảy. Đáp án là câu B. Các bác sĩ cho rằng không nên sử dụng đồ uống có ga trong bữa cơm do lượng carbon dioxide dễ làm tăng áp lực dẫn tới giãn dạ dày cấp. Câu số 4. Chất xơ trong bữa cơm có tác dụng gì? A. Ngăn chặn cảm giác thèm ăn, giảm nguy cơ béo phì. B. Làm chậm quá trình đường hấp thụ vào máu. Và C. Là cả hai đáp án trên. Lại tiếp tục là một câu hỏi rất dễ nữa đúng không nào? Đáp án là câu C. Chất xơ có tác dụng ngăn chặn cảm giác thèm ăn, giảm béo phì, tạo ra màng lưới làm chậm quá trình đường hấp thụ vào máu. Do đó, khi cơ thể nạp tinh bột, việc tiêu thụ nhiều rau và trái cây sẽ luôn là trợ thủ đắc lực, từ đó hạn chế các căn bệnh như tiểu đường, béo phì, rối loạn chuyển hóa. Sai lầm dùng cơm có thể gây ngộ độc thực phẩm là gì? A. Ăn cơm nóng. B. Ăn cơm nóng vừa được để nguội. Hay C. Ăn cơm nguội để lâu ngày. Là câu C rồi. Ăn cơm nguội để nhiều ngày rất dễ mắc bệnh đó nha, đặc biệt là kể cả khi ăn cơm nguội không có dấu hiệu biến chất, chua, thiêu hoặc là đã được rang hoặc là hâm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện điển hình như là buồn nôn này, tiêu chảy, mệt mỏi, vân vân. Qua những câu hỏi trên thì chúng ta đã biết thêm những cách ăn cơm đúng cách rồi đúng không nào và những điều cần tránh khi ăn cơm nữa. Vậy thì hãy nhớ để đừng mắc sai lầm nữa nha. Còn bây giờ Thúy Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào chương trình kỳ sau nhé.